Những ngày qua, mực nước ở các sông rạch ở miền Tây lên rất nhanh và cao theo kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch, kết hợp với lũ thượng nguồn đổ về khiến cho nhiều nơi bị ngập. Theo dự báo, đỉnh triều đang đến, Đài khí tượng Thủy văn các tỉnh đề nghị các địa phương có kế hoạch bảo vệ, gia cố hệ thống đê bao, kê cao đồ đạc và vật dụng, chủ động đối phó với ngập úng, sạt lở. Ông Đặng Hoàng Lam, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bến Tre cho biết, đợt triều cường từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 10 dự báo cao hơn mức báo động 3 từ 4cm đến 18cm tùy khu vực. Do đó, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bến Tre khuyến nghị với các địa phương và người dân cần chủ động có các phương án để ứng phó. Đặc biệt, tại Bến Tre, một số khu vực như huyện Chợ Lách, huyện Châu Thành, huyện Mỏ Cày Bắc, huyện Mỏ Cày Nam, huyện Dòng Trơm và thành phố Bến Tre và các khu vực trũng thấp khác, khu vực đê bao yếu, ngoài đê bao, khu vực các cồn, cù lao, vùng ven sông rạch, ven biển cần có kế hoạch bảo vệ, gia cố hệ thống đê bao, kê cao đồ đạc và vật dụng, chủ động đối phó với tình hình ngập úng, sạt lở do triều cường. Trong khi đó, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang, đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch trên sông Tiền tại thành phố Mỹ Tho, mực nước cao nhất dự kiến dao động từ 1m85 đến 1m95, cao hơn báo động 3 từ 25 đến 35cm. Để ứng phó với đợt triều cường này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho, huyện Châu Thành, huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các xã phường trong khu vực thông tin đến người dân được biết để chủ động trong sản xuất và ứng phó triều cường, đặc biệt là những vùng trũng thấp phía bên ngoài cống Bảo Định.